Đến hơn 13 giờ 30 phút ngày 11 tháng 2, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hai người đàn ông tử vong khi dây lầu trong tiệc nhóm họ. Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 10 tháng 2, một nhà dân trong con hẻm nhỏ đường DHT08 thuộc phường Đông Hưng Thuận quận 12 đang tổ chức tiệc nhóm họ đám cưới thì bất ngờ nghe một tiếng động mạnh ở sân nhà. Khi tiến đến kiểm tra, cả gia đình bằng hoàng khi phát hiện hai người đàn ông ngoài 40 tuổi nằm bất tỉnh dưới đất. Ngay sau đó, hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo người dân khu vực, hai nạn nhân là bà con của chủ nhà, một người nhà gần hiện trường, còn một người mới từ quê vào dự tiệc nhóm họ đám cưới. Trước đó, khi buổi tiệc đang diễn ra, hai người đàn ông đi vào trong căn nhà của gia chủ, sau đó thì xảy ra sự việc đau lòng. Đến hơn 13 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường vẫn đang được phong tỏa, hiện vụ việc đang được khẩn trương làm rõ.